Khởi nghiệp và đã từng thất bại, song với tinh thần dám đi lên từ khó khăn đã giúp chị Vi Thị Lý, thôn Thành Châu, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, đúc kết được nhiều kinh nghiệm, kiến thức để từng bước gặt hái thành công từ mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng với nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi khiến gia đình chị Vi Thị Lý mất trắng đàn lợn hơn 30 con. Không khuất phục trước thất bại, đầu năm 2021, khi dịch ổn định, gia đình chị Lý thận trọng tái đàn trở lại. Với kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm chăn nuôi và đặc biệt là chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch đã giúp chị gặt hái được thành công. Tái đàn thì nhà tôi cũng rất là thận trọng cái việc mà như là phun khử trùng này, xong lại rắc vôi hết xung quanh này cứ 2 tuần một lần chị ạ. Nó không thấy hiện tượng gì nữa lại phát triển được ạ. Từ lúc tái đàn đến giờ là nhà tôi cũng được xuất 2 lứa lợn thịt, mỗi đàn chỉ đến chục con thôi. Thủy sản nước ngọt là mô hình hiệu quả mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình chị Vi Thị Lý. Với 3 ao thả cá, mỗi năm gia đình chị thả trên 5.000 con cá giống các loại. Cá chỉ ăn cám, thời gian đầu, khi đạt trọng lượng thì được bổ sung thêm ăn rau cỏ. Hình thức chăn nuôi này vừa giúp giữ được trọng lượng, lại cho chất lượng thịt chắc, thơm và được thị trường ưa chuộng với giá thành cao. Cám nó đắt quá thì nhà em phải kết hợp cho ăn cả cỏ. Nên là chỉ một năm để cho cá nó già lên ấy, thì em mới xuất, thì dân tình người ta mới thích mua ấy. Chị em ở đây thì cũng học hỏi, nói chung là mô hình chăn nuôi lợn với thủy sản là nói chung là chị em cũng phát triển nhiều. Trong chi hội chúng tôi thì là cũng còn khoảng mấy hộ nghèo và cận nghèo nữa, còn đâu là chị em đều phát triển kinh tế tốt. Từ năm 2021, gia đình chị Lý còn nuôi thêm trâu bò để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Nhiều phụ nữ tại địa phương đã đến học hỏi, làm theo và chủ động khởi nghiệp, vươn lên làm chủ kinh tế gia đình, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Xã Hợp Thành là một xã thuần nông, thì vai trò của phụ nữ trong vấn đề phát triển kinh tế, làm thay đổi đời sống kinh tế xã hội là góp vai trò rất quan trọng về quán xuyến này, tích cực này, quản lý mùa vụ này, thậm chí là chọn cây con giống, và hàng năm thì cái tỷ lệ xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập. Hiện nay thì thu nhập bình quân đầu người xã chúng tôi điều tra năm 2021 thì là trên 43 triệu đồng trên một đầu người. Những tấm gương tiêu biểu như chị Vi Thị Lý đã và đang tiếp thêm động lực, niềm tin để phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng cao, dân tộc thiểu số, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho gia đình quê hương.